Tại nhiều vùng trồng thanh long trên cả nước, đây là thời điểm bà con bắt đầu thu hoạch thanh long ra trái vụ. Sản lượng không nhiều, bình thường phải bán được giá cao. Nhưng nay ngược lại, thanh long liên tục rớt giá kể sau Tết Nguyên đán. Từ mức 19.000 đến 20.000 đồng 1 kg, giờ giá thanh long bán tại vườn chỉ còn khoảng 10.000 đồng 1 kg, giảm gần đi nửa giá. Điều này mang tới nhiều nỗi lo cho bà con vùng trồng khi áp lực chi phí như nhân công, phân bón, tiền điện trong đèn cho thanh long nghịch vụ ngày càng tăng cao. Hiện ngành hàng thanh long của nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức khi Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico đều đã trồng thành công thanh long. Năm 2023, Trung Quốc công bố sản lượng 1,6 triệu tấn thanh long một năm, cao hơn Việt Nam.